Sau Hoàng Nhật xin chào các bác. Em giới thiệu tiếp các bác một con máy massage chân. Đi vào chủ đề giới thiệu nhanh thôi ạ. Con này thì em báo giá luôn là em bán 1,1 triệu. Clip dài quá nhiều bác cũng không muốn xem. Giá 1,1 triệu, tặng kèm một cục đổi nguồn biến áp này các bác nhé. Nếu các bác nào không lấy thì trừ đi 100.000. Để máy thì em bảo hành 6 tháng. Con này để mã số 6. Về công nghệ bóp của con này thì nói chung là rất gọn nhẹ, bên lên xuống rất là tiện này. Các bác mua tặng người nhà hay dùng thì rất là tuyệt. Con này thì bóp khả năng rất là êm. Đấy. Có một phần bi lăn ở giữa gan bàn chân. Có bi lăn ở giữa gan bàn chân các nhé. Đấy. Rất là hiếm con có cái bi xoay ở đây. Nó sẽ massage cái phần gan bàn chân. Bóp ra bóp vào rất là êm. Đấy. Có bi lăn này, gan bàn chân. Đấy, giới thiệu sơ qua ngắn gọn là như vậy. Máy chạy điện 100V nguyên bản. Giá 1,1 triệu đi kèm biến áp mã số 6. Các bạn nào phù hợp thì các bạn lấy nhé. Chào các bạn.